Hết chưa? Tôm hết chưa? Rồi, hỏi anh hết chưa? Xem hỏi anh xem anh hết chưa? Hỏi anh nuốt đi. Nhanh. Kẹ ơi kẹ, tôm chưa nuốt hết này. Xem hỏi anh nuốt đi nhanh lên xem ơi. Nuốt chưa? Bảo anh nuốt chưa? Thổi đi cũng nóng cơ mà, sao mà. Rồi. Và anh ăn nhanh lên nhá. Nào, em đút cho anh một miếng cái nào. Nhanh. Ok. Anh giỏi nhỉ. Sao mà anh giỏi đi. Sao ơi. Sao mà anh giỏi đi. Bảo anh đút nhanh lên. Thổi cho anh đi không nóng nhá. Thổi chưa? Rồi. Con bảo anh ăn nuốt con anh chưa ăn hết mà Sam. Anh chưa ăn hết. Con bảo anh nuốt nhanh lên đã.